kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay Ngọc Ánh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe được phát sóng trên kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, nhất dáng nhì da, thứ ba là khuôn mặt. Làn da là một trong những yếu tố quyết định tới nhan sắc của mỗi người. Thế nhưng hiện nay cùng với lão hóa thì hội chứng tăng sắc tố làm da sạm đen, tối màu đang khiến cho rất nhiều chị em phụ nữ hoang mang và lo lắng. Ngày hôm nay đến với chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe, chúng tôi có mời tới đây hai vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là bác sĩ da liễu Trần Thị Thanh Nho. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Và vị khách mời thứ hai rất xinh đẹp xin được giới thiệu Hoa hậu Hải Yến, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu đầu tư quốc tế dược mỹ phẩm Phan An Green, đơn vị phân phối chính thức thương hiệu dược mỹ phẩm Nice Beauty. Xin chào MC, xin chào bác sĩ, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, và lời đầu tiên thì xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Có lẽ là câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Thanh Nho. Trước khi hỏi thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết đó là dấu hiệu nhận biết làn da bị tăng sắc tố là gì và liệu đây có phải là một loại bệnh lý hay không ạ? Câu hỏi này rất hay bởi vì nó rất thông thường nhưng người ta vẫn phân vân là có phải bệnh lý hay không. Khi trên làn da của chúng ta xuất hiện những đốm nâu màu đen ở trên nền của làn da bình thường thì lúc đấy chúng ta đã mắc chứng nám hay còn là sạm da. Và lúc đấy nó đã thành biểu hiện một cái bệnh lý mà trong bài da liễu chúng tôi vẫn gọi là bệnh nám má. Nhiều bác sĩ chia sẻ rằng là dấu hiệu để chúng ta biết được rằng mình có bị tăng sắc tố hay không đó là trên làn da thì có xuất hiện nám và sạm, đúng không đúng ạ? Rồi. Làn da của mình bị tối màu đi, đúng không đúng ạ? À, chắc nói đến đây thì quý vị khán giả của chúng ta cũng đang cảm thấy khá là tò mò và quan tâm về vấn đề này. Và gần đây thì chúng tôi cũng có nhận được một cuộc điện thoại đến từ một bạn khán giả và cũng đang rất là hoang mang, lo lắng. Bây giờ thì xin mời bác sĩ sẽ cùng lắng nghe xem là bạn ấy chia sẻ về tình trạng của mình như thế nào. Tôi tên là Thu, năm nay thì tôi 32 tuổi. Trước đây thì làn da của tôi có nhiều đốt nám nên là tôi đi đốt nám bằng laser một lần. Nhưng mà sau khi đốt nám khoảng 3 tháng thì các cái nốt nám lại quay trở lại và da tôi thì mọc đi và có hiện tượng ửng đỏ. Thì tôi đang muốn hỏi bác sĩ của chương trình là cái hiện tượng da của tôi thì nó có phải là bị tăng sắc tố hay không và tôi phải làm gì để cải thiện làn da của mình. Cảm ơn MC và cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả và bây giờ thì sẽ là phần trả lời của bác sĩ. Chào bạn Thu, tôi biết rằng bạn đã điều trị đốt nám, tức là chúng ta đã điều trị bằng laser. Mà điều trị bằng laser tức là các tia nó đã tác động trực tiếp lên trên da và nó phá các sắc tố melanin trên da. Và đối với bạn Thu thì vì chúng ta điều trị laser như thế cho nên tốt nhất bạn nên sử dụng cái kem chống nắng mà tôi thấy trên thị trường hiện nay là kem chống nắng. Sản phẩm Nice Beauty là một cái loại kem chống nắng rất an toàn, lành tính, phù hợp cho những cái làn da bị yếu sau khi mà chạy laser như thế. Thì trong cái thành phần kem chống nắng này nó sẽ giúp bảo vệ cho làn da của bạn chống lại những tác động của cái môi trường bên ngoài. Đồng thời nó lại giúp cho tái tạo lại những cái phần da mà do cái tác động nó làm ảnh hưởng, phá vỡ cái cấu trúc của da đi. Thì đây là một cái thành phần mà tôi nghĩ rằng tốt nhất bạn nên chọn. Chị Hải Yến thân mến ạ, nói đến sản phẩm Nice Beauty thì có lẽ chị Hải Yến là người mà hiểu rõ nhất và cũng là người có những cái trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm này. Không biết rằng với sản phẩm Nice Beauty thì có ưu điểm gì khác biệt so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường ạ? Thay mặt cho công ty dược phẩm Phan An Green, đại diện cho nhãn hàng kem chống nắng Nice Beauty Sun Clean thì tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Kem chống nắng Nice Beauty Sun Clean là một kem chống nắng sinh học với các thành phần lành tính với da như hyaluronic acid và glycerin. Tôi xin tư vấn cho quý vị, kem chống nắng sinh học Nice Beauty Sun Clean là sản phẩm có khả năng chống nắng, giúp ngăn ngừa nám sạm, giúp da trắng sáng mịn màng. Đúng là có một câu như thế này mà Ngọc Ánh thấy rất là đúng đấy ạ. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nên là khi mà chúng ta muốn giải quyết một vấn đề nào đấy thì phải tìm được nguyên nhân gốc rễ của nó là gì. Và trong việc điều trị tăng sắc tố da thì cũng vậy thôi. Và ngay bây giờ thì có lẽ là quý vị khán giả cũng đang rất là chờ đợi những cái phương pháp, những cái cách mà bác sĩ chuẩn bị bật mí cho quý vị khán giả để giúp cho các chị em của chúng ta giảm được các tình trạng nám sạm da đấy ạ. Tôi cũng xin có thể là chia sẻ luôn với các chị em là như thế này. Trên thị trường hiện nay chúng ta cũng biết rằng có những cái viên rất là tốt. Đấy là cái sản phẩm viên uống dưỡng trắng da Nice Beauty. Thế thì trong cái thành phần viên này nó có cái thành phần quan trọng nhất chính là L-citin. L-citin chính là một cái loại acid amin mà nó giúp cho cơ thể mình tăng cường tổng hợp glutathione
cũng như là protein. Thế thì glutathione là cái gì? Glutathione chính là một cái thành phần quan trọng nhất trong cơ thể. Người ta còn nói là một cái thần dược trong vấn đề trắng da. Vâng, đúng ạ. Nói chung là có rất là nhiều các phương pháp khác nhau. Và hiện tại thì các chị em cũng rất ưa chuộng cái dạng đó là uống viên uống vào người, đúng không ạ? Có thể bảo vệ được từ bên trong. Tuy nhiên thì làm thế nào, liều lượng ra sao và sử dụng loại thuốc nào mới là hiệu quả thì cũng không phải là ai cũng biết đâu ạ. Thì có lẽ đây cũng là một tình trạng rất chung của các quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình thôi. Và bây giờ chúng tôi sẽ cùng lắng nghe một chia sẻ của một vị khán giả xem là tình trạng của họ đang như thế nào. Xin mời trường quay. Chào bác sĩ, chào các khán giả của Cẩm Nang Sức Khỏe. Tôi là Xuân, năm nay 25 tuổi. Hiện tại thì tôi đang mong muốn sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng để cải thiện làn da từ bên trong. Nhưng nhiều người nói tuổi của tôi khi uống thực phẩm chức năng là quá sớm, khiến cho tôi rất đắn đo và không biết lựa chọn sản phẩm nào. Xin bác sĩ hãy tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn. Tôi đã nghe rõ câu hỏi của bạn. Trước tiên thì tôi xin trả lời với bạn rằng để bảo vệ da của mình thì không có cái lứa tuổi nào là sớm cả. Bạn đã 25 tuổi rồi thì bạn biết rằng từ sau 25 tuổi thì phần collagen nó bắt đầu với sụt giảm. Tức là chúng ta có thể uống, sử dụng viên uống dưỡng trắng da Night Beauty. Nó sẽ không ảnh hưởng đến những bạn kể cả trẻ, bởi vì những cái thành phần của nó hoàn toàn an toàn. Chính vì thế đối với bạn thì chúng ta có thể sử dụng Night Beauty mà bạn không lo lắng gì cả. Vâng, nếu nói đến viên Night Beauty thì chắc hẳn là chị Hải Yến hiểu rõ hơn về công dụng, tác dụng cũng như là liều lượng dùng như thế nào là hợp lý. Thì bây giờ xin mời chị Hải Yến sẽ chia sẻ với quý vị khán giả. Dạ, viên uống trắng da Night Beauty với công nghệ hướng đích màng sinh học nano thông qua nguyên liệu của glutathione thì có tác dụng là đi thẳng trực tiếp vào tế bào da và giúp cho da của mình có thể trắng sáng hơn gấp 5 lần so với các sản phẩm viên uống trắng da thông thường trên thị trường. Sản phẩm viên uống trắng da Night Beauty của chúng tôi cũng là sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ nano màng sinh học, công nghệ hướng đích. Một liều dùng của các chị em phụ nữ thông thường thì một ngày có thể sử dụng 2 viên, buổi sáng là 1 viên và buổi chiều 1 viên trước hoặc sau bữa ăn 30 phút ạ. Và sản phẩm này rất là an toàn và lành tính và có cái tác dụng rất là tuyệt vời đối với các chị em phụ nữ để giúp cho các chị em phụ nữ bảo vệ làn da và chống nắng hiệu quả. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Hải Yến. Có thể nói rằng việc mà chúng ta sử dụng các sản phẩm chức năng từ bên ngoài, ví dụ như là viên uống này hay là kem chống nắng là những thứ mà rất cần thiết. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta phải chăm sóc khỏe từ bên trong, ví dụ như là mình ăn gì, sinh hoạt ra sao, có lành mạnh hay không thì cũng là những điều vô cùng quan trọng, đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Chúc các bạn khi mà lựa chọn được sản phẩm của mình rồi thì sẽ có được một làn da trắng, đẹp, mịn màng như ý. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã biết rõ hơn về cách để làm thế nào chăm sóc và bảo vệ làn da khỏe từ bên trong, cũng như là tránh những cái tác động từ bên ngoài như là ánh nắng mặt trời hay là khói bụi, và cũng bổ sung thật nhiều những cái dưỡng chất cho cơ thể để chúng ta có một làn da tươi tắn, khỏe mạnh từ bên trong. Ngoài ra thì quý vị cũng nên lựa chọn những sản phẩm uy tín và được các bác sĩ gợi ý, đó chính là kem chống nắng cũng như là viên uống Night Beauty và kem chống nắng Night Beauty Sunscreen. Đây sẽ là những sản phẩm giúp cho quý vị có một làn da khỏe khoắn, tươi tắn từ bên trong. Và tới đây thì thời lượng của chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị còn thắc mắc hay muốn tư vấn kỹ càng hơn, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900 989 904. Cuối cùng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.